Thành xin chào bà cô chú các bạn. Hạnh đến ấp Xã Côi, xã Hòa Thuận, thuộc huyện Nhân Viên, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay Hạnh đến nhà của anh Vinh Anh, bạn làm cho gọi ngôi nhà. Thì hôm nay thì Hạnh sẽ bàn giao nhà mới cho anh luôn. Thì mấy anh thợ thì đang làm trong kia. Thì Hạnh mời bà cô chú, chị các bạn vào trong cùng xem mấy anh thợ làm nhà. Em con chào ông này. Rồi con chào chú, con chào chú hai luôn. Chào anh Vinh Anh. Chú hai bữa nay qua tham quan nhà mới hả? Nhà mới. Thì ngôi nhà thì hôm nay thì con sẽ bàn giao ngôi nhà này luôn, rồi là mấy em còn làm con vài chỗ nữa là xong rồi ha chú hai. Chú hai bây giờ có đi tham quan chưa? Có rồi, đi vòng vòng xung quanh rồi. Ngôi nhà của anh Vinh Anh thì mặt trước thì làm xong hết rồi nè. Cửa đâu mấy em cũng gắn đầy đủ rồi. Giờ Hạnh sẽ đi vô trong tham quan một vòng ngôi nhà. Rồi chú hai đi vô tham quan luôn đó gì chú hai. Đây cần cửa thì con làm bằng cửa nhôm với bằng kiến nha chú hai. Hai cánh cửa nè. Dạ. Đây là cửa sổ thì con cũng làm bằng nhôm với kiến luôn. Cửa bằng nhôm thì nó không sẽ bị sét á, nó được cài bền lâu hơn. Cửa bằng cửa lùa. Mấy em còn gắn cái chiếc cài thôi nè. Thì cái phòng khách thì con làm được ba cái cửa sổ. Đây. Đây bên đó luôn. Cửa này nó nhẹ lắm, nó lùa vô lùa ra nó nhẹ nhàng, mấy bé nó cũng dễ làm luôn. Ở đây cái phòng khách thì con gắn cái tấm giả đá nè. Chú hai hồi đó gì có thấy nhà nào có làm gì chưa? Dạ, thì con ốp cái tấm giả đá cái màu trắng hơn cho cái ngôi nhà mình sáng ra nó sạch nữa. Rồi đây là cái mặt của buồng thì cũng ốp cái vê la phong đầy đủ ở trên ngôi nhà nào cũng vậy hết. Đây. Vô tham quan dạ vô được hai phòng ngủ. Có một. Đây cái phòng ngủ thì cũng rộng rãi lắm. Đây phòng ngủ thì con cũng gắn cái cửa bằng kính nhôm luôn. Dạ đây. Nó rộng lắm. Kê trong phòng thì có một cánh cửa sổ ngoài sau đó. Cửa nhôm với kính luôn. Phòng ngủ vậy là nó cũng rộng ha chú hai. Dạ. Cái màu gạch thì con lựa màu tối nè. Cho mấy bé á, tại vì nhà này là đông bé thì nó sẽ dơ á. Nít mà đâu có chạy vô chạy ra. Rồi đây là phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì kích thước nó cũng bằng như phòng kia. Bằng như dạ. Nó bằng nhau hết luôn. Cũng cửa cũng như vậy luôn, bằng nhôm bằng kiến luôn. Còn bên đây cũng có cửa sổ nè. Cũng cửa lùa luôn, nhôm với kiến. Đây, mở ra đây thì tối nó sẽ ngủ nó mát. Rồi giờ tham quan nhà nấu ăn với nhà vệ sinh thì mấy em còn đang làm ở đây. Kha với chào ăn luôn. Làm cánh cửa nè, Kha thì đang làm cánh cửa gắn ở ngoài sau này nè. Rửa chén ngoài đây mở ra nè, cho anh chị xài nước ngoài đây nó sẽ dễ dàng hơn. Chồn này chỗ nấu ăn thì mở cánh cửa đây cho nó mát nè. Đây nhà vệ sinh thì ở trong đây thì mấy em còn gắn cái cửa nữa là xong rồi. Bây giờ con chú hai ra trước chú hai để cho mấy em làm. Bích luôn rồi. Bây giờ là Kha đang gắn cái cánh cửa ngoài sau. Rồi làm đi. Được chưa? Đây chị gắn cho. Còn cái tấm dưới nữa. Rồi, xong rồi đó. Được chưa Kha, được rồi đúng không? Đã xuống không? Rồi, bắn đây chị Vịnh cho. Có toilet
vẫn sao hết. Có lá hả? Xin lá hả? Xin lá. Xin lá tại cho lá cả hai. Anh giờ thấy làm vui quá chịu nổi. Chỉ làm đẹp nó cứ lại dọn quá vẫn không được lâu chứ. Dạ. Rồi giờ em Kha cũng gắn xong cái cửa nè. Bữa nay mở ra sao, đằng nữa làm chỗ này cây nước của chén ở đây nè. Ở đây có cây nước khoan sẵn rồi. Rồi nhà của anh Danh Anh thì hôm nay Hạnh làm xong rồi, bàn giao nhà mới cho anh luôn. Còn chị thì đi bệnh viện chưa có về, tại vì bé nhỏ không đủ tháng cho nên nằm viện nữa rồi đang bác sĩ theo dõi. Thì hôm nay cũng có chú hai lại nè. Rồi nhà của anh thì có bốn nhà tài trợ nha, là bà Hồng Cúc cùng với các con ở Mỹ, cô Jessica, Thảo Nguyễn ở Cali Mỹ, gia đình chú Khánh, cô Hồng ở Mỹ, anh Nguyễn Hùng ở Mỹ là tài trợ nguyên căn nhà. Thì căn nhà của anh chị thì nhà tiền chế thì Mạnh Thường Quân lòng chúa thương xót cái đó, thì cũng cố gắng cái ảnh lưu niệm của lòng chúa thương xót lên đây. Khó khăn thì chú hai cũng tặng cho mấy bé 20 cặp với một cái đèn đang thắp sáng đang học nè. Rồi con cũng thay mặt gia đình bé cảm ơn chú hai nha. Bây giờ chú hai với con với anh Danh Anh với mấy bé vô tham quan nhà mới nha. Còn cái cửa này thì mới dán keo nên không có gỡ ra được, sợ nó trục chặt cái cánh cửa. Rồi đi vô, đi vô, vô chú hai ơi. Cửa thì bằng kính bằng nhôm. Okay, cái phòng khách nè, cái phòng khách của mình ha. Đây, cái phòng khách của mình thì được 3 cái cửa sổ. Là nó mát cái chú hai. Gió lùa vô nè. Rồi anh Danh Anh thấy sao rồi? Dạ, vui lắm rồi. Dạ, cảm ơn các cô. Đây, cái phòng khách thì Hạnh ốp cái tấm giả đá lên nè. Lựa cái màu trắng chân mây cho cái ngôi nhà mình nó sáng lên ha. Cái màu gạch thì dạ gỗ cho tối tối nè, cho mấy bé sạch đó. Tại vì bé nít nhiều quá nên chạy tung tăng đó. Ra ngoài rồi chạy vô sợ sình đó. Rồi mình vô tham quan nhà trong đi anh đây. Dạ, dạ. Với chú hai. Đây chú này thì em cũng ốp quê đao phong ở trong chỗ cửa đi vô nè. Đây cái đường vô. Nhà này thì Hạnh làm được 2 cái phòng ngủ với nhà nấu ăn vệ sinh. Vô phòng ngủ nè, vô tham quan. Chọn đi phòng nào. Phòng này của con. Rồi vô nè anh Danh. Phòng này có con hả? Đứng lên con, đứng lên. Đây phòng ngủ thì cũng có cửa sổ cho nó mát nè, cho mấy bé nó khỏi vô đó mát, lo gió lùa vô á. Cái cửa của anh thì em cũng làm cửa lùa ha, bằng kính với nhôm nha. Nè anh có chút gài nè, anh có gài cái này nè ha. Dạ. Bật lên này kia tối á. Dạ. Rồi giờ mình qua tham quan phòng thứ hai đi. Bé nào cũng mừng chạy tung tăng hết trơn. Rồi cắm thì cũng bằng nhôm với kiếm luôn. Đây cái phòng thứ hai. Ôi ơi tung tăng hết trơn rồi. Kìa mừng kìa, từ đó giờ chưa được ngôi nhà vậy á. Cái phòng thứ hai thì nó cũng như cái phòng bên kia, nó cũng bằng nhau, cũng có một cánh cửa sổ nè, cửa lùa luôn. Vậy. Rồi con với chú hai với anh đi qua tham quan nhà vệ sinh với nhà nấu ăn. Ồ đây một bé gái nữa nè. Nhà này nhiều bé quá. Rồi đây là khu vực nấu ăn nè. Thì anh cũng làm cái kệ để bếp ga cho anh nè. Đây hàng chỗ này cho nó rộng chỗ này. Ở đây cũng có cửa, một cánh cửa chỗ cửa sổ nấu ăn nè. Cho nó gió nó thoáng mát chứ mình nấu cái mùi đồ ăn nó bay hơi ra ngoài á. Đây, rồi bên đây thì có cửa ra chỗ sau đằng nữa anh làm chỗ rửa chén nè. Với giặt đồ ngoài sau luôn. Hạnh có làm bánh cửa luôn. Đây, có chốt gà luôn nè nha anh, tay dựng trong ngoài luôn. Đây. Giờ mình phá cửa lại luôn. Rồi, chạy vô. Đây, cái nhà vệ sinh thì nó cũng rộng lắm. Bề ngang qua 1,5 m, bề dài 2 m.
Thấy rộng không chú hai? Rộng rồi. Rộng đúng không? Rộng cho mấy bé tắm nó thoải mái hơn. Dạ. Tại bên đây xa nên con không có mua cái xô, thì nữa anh mua cái xô bự để trong đây đựng nước cho mấy bé tắm. Cửa bằng nhôm bằng kiến luôn rồi. Thấy đẹp quá rồi hả? Trên đây thì Hạnh cũng ốp cái miếng cho mấy bé tắm nước không văng lên nè. Rồi ra trước được rồi. Phái dữ rồi, nhà cái sân nước à. Mừng không? Mừng rồi ha. Người nhà của anh Vinh Anh thì gồm có 4 mạnh thường quân tài trợ. Trước tiên là bà Hồng Cúc cùng với các con ở Mỹ gửi lần 1 thì 2.500 đô, gửi lần 2 thì 400, là tổng cộng là 2.900 đô, thì Hạnh đổi được là 2.330.000, thì được là 67.570.000, thì Hạnh làm cho chẳng là 67.600.000. Rồi mạnh thường quân thứ hai là cô Jessica Thảo Nguyễn ở Cali có gửi là 500 đô, thì Hạnh đổi được 2.330.000, 11.650.000. Gia đình chú Khánh cô Hồng ở Mỹ gửi là 10 triệu đồng, anh Nguyễn Hùng ở Mỹ gửi 5 triệu đồng. Tổng số tiền của bốn mạnh thường quân Hạnh nhận được là 94.250.000. Thì Hạnh làm nhà, phần tiền vật liệu thì 20 triệu, tiền công thợ 5.500.000, dưới Hạnh qua đây xa thì Hạnh gửi cho 500.000 là 6 triệu. Tổng cộng cái phần nền hoàn thành là 26 triệu. Còn phần nhà tiền chế thì ngang 4 mét, dài 12.5 mét là 50 mét vuông, thì 50 mét vuông Hạnh nhận dưới một tiền nhà là 1.030.000 là 51.500.000 là cái phần nhà tiền chế. Thì cái phần tiền nhà tiền chế là 51.500, Hạnh cộng với phần nền là 26 triệu, là tổng ngôi nhà của anh hoàn thành là 77.500.000. Cái ngôi nhà của anh thì làm bề ngang 4 mét, dài 12 mét rưỡi, rồi chiều lên thì 4,2 mét, cao 4,2 mét nha. Yeah. Thì nhà thì được một phòng khách với 2 phòng ngủ, nhà nấu ăn, nhà vệ sinh, là hoàn thành là 77.500.000. Tổng số tiền Hạnh nhận được là 94.250.000, thì Hạnh trừ cho số tiền làm nhà 77.500.000, thì số tiền còn dư lại là 16.750.000, thì Hạnh sẽ đi mua vật dụng đồ trong nhà cho anh Danh Anh với mấy bé nè. Rồi ngôi nhà làm xong rồi anh cảm nghĩ sao, chỗ nào không vừa ý thì anh nói, thì có thể người ta cho mấy anh thợ thì sửa chữa lại cho anh ha. Dạ em thấy ngôi nhà mấy anh thợ làm rất đẹp, em thấy hạnh phúc lắm rồi. Em cảm ơn các cô chú mọi người luôn rất nhiều. Thì cái nhà này em mơ ước từ lâu rồi, giờ em được nhà vậy em rất hạnh phúc, cũng có may nhiều hạnh phúc rồi ha. Thành hiện thời còn mấy bé có chỗ ngủ ấm cúng rồi ha. Yeah. Tại vì ngủ dưới đất thì lạnh á, rồi mấy bé bị bệnh ra ngoài luôn, giờ có phòng có cửa thì nó ít có gió lùa vô đó. Yeah. Rồi chú hai cậu nghĩ chú hai sao coi nhà này con làm nè? Qua cái vận động các mạnh thường quân vận động là Bích Hạnh vô đây là các nhà cho anh Vinh Anh, thì thấy con nhà nó rất rộng rãi, rất là đẹp, và nó là để cho các cháu nó có cái nơi ăn ngủ rồi học hành rồi nó đàng hoàng, thì tôi chúng tôi các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đó là đã giúp đỡ cho em Vinh Anh được cái căn nhà như thế này, chúng tôi rất cảm ơn và chúc các quý vị mạnh thường quân và các nhà hảo tâm là dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt. Rồi con cũng cảm ơn chú hai ha. Dạ chú hai là nhiệt tình với hộ khó khăn nè, thì chú hai dẫn vô đây cũng xa lắm, chú hai cũng lớn tuổi rồi cũng chạy đi vô đây để giúp hoàn cảnh của anh nè. Chỉ là có chú thì Hạnh mới biết hoàn cảnh của anh, thì có chỗ nghỉ ngơi ổn định, thì nhà vệ sinh cũng có đầy đủ trong nhà ha, chỗ nấu ăn rồi chỗ nghỉ ngơi, thì mấy bé thì có cuộc sống sẽ ổn định hơn, thì học hành là sẽ tốt hơn ha. Sau này thì có người làm người có ích, giúp ích cho xã hội nha các con á. Cảm ơn cô chú đi con. Cô chú và mạnh làm quân. Sao nữa? Chúc gì không? Chúc cho cô chú và chú mạnh khỏe. Cô chú mạnh khỏe. Ông bà luôn ha. Ông bà cô chú. Dạ ông bà.
bà cô chú sống lâu trăm tuổi. Trời, trời sống lâu trăm tuổi. Giờ Hạnh cũng thay mặt cho gia đình anh Danh Anh nè, trước tiên là cảm ơn gia đình của bà Hồng Cúc cùng với các con ở Mỹ, rồi mạnh thường quân thứ hai là cô Jessica Thảo Nguyễn ở Cali, mạnh thường quân thứ ba là gia đình chú Khánh cô Hồng ở Mỹ, mạnh thường quân thứ tư là anh Nguyễn Hùng ở Mỹ. Thì Hạnh xin chúc tất cả cô chú anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe bình an, và luôn gia đình thì luôn hạnh phúc, công việc thì luôn thuận lợi và thành công. Cảm ơn. Rồi em cũng xin phép anh em về ha. Rồi em sẽ đi mua đồ rồi đem qua cho gia đình của anh ha. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe luôn. Luôn mạnh khỏe, rồi các bé thì luôn chăm ngoan học giỏi nha. Dạ. Rồi về với hai ơi.